căn nhà cũ ấy, của bố mẹ ấy, thì thứ nhất là gần đường tàu. Mỗi lần ấy tàu mà nó đi qua ấy, đi qua đi lại là hầu như là đều phải thức dậy. Tàu đi giờ nào là phải biết giờ đấy. Nhưng mà dần dần cũng quen. Tàu đi lúc nào không biết nữa. Ở trong một căn nhà mà có đầy đủ cả bố, cả mẹ, cả anh đấy, cả chị đấy, có tất cả những cái thành viên trong gia đình mình thì tất cả có dành tình cảm cho nhau, luôn luôn ấm cúng. Tôi đang có mặt ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, chính xác là ngay trước cửa ngôi nhà của ông Nguyễn Trọng Hường, là bố của Nguyễn Trọng Hoàng. Căn nhà này đã từng lưu giữ cả một biển trời kỷ niệm của Nguyễn Trọng Hoàng trong cái thời điểm em bắt đầu đi tập bóng đá. Bây giờ thì Minh Hải xin được mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng khám phá không gian sống của Trọng Hoàng cũng như là cả một bộ sưu tập rất đồ sộ của những tấm huy chương. Xin chào chú. Chào chú. Căn nhà này chuyển từ Xuân An, Hà Tĩnh về năm 98. Và lúc đó là Hoàng 10 tuổi. Khi Hoàng sang đây là bắt đầu đi tập cái giải phù đồng. Sau khi đã phù đồng xong thì Hoàng thường về đây là được chiêu mộ vào trong câu lạc bộ. Bước đầu Hoàng mới vào đá thì Hoàng chỉ biết xỉa, rồi xoạc, rồi chỉ biết kéo áo, rồi chỉ biết đấy thôi. Nhưng mà dần dần các cái huấn luyện viên vào đấy, những cái huấn luyện viên đã quan tâm và giúp đỡ mình có những cái bài tập, có những cái điều chỉnh để cho mình có thể tốt hơn. Mà cháu thì cũng hiền lành, và hơn nữa là cũng được sự dạy bảo của bố mẹ, cho nên là thường xuyên ví dụ đi học một buổi, còn một buổi chiều là về tập, tối lại là về học với cùng với bố mẹ, chứ ít đi chơi, không đi chơi. Tức là luôn luôn là ở nhà với bố mẹ. Đấy. Hoàng thì cũng rất là nhiều lần tâm sự rồi, là bố mẹ cũng rất là vất vả để làm ăn rồi kiếm tiền nuôi các con cũng như là xây dựng lên căn nhà như này, và Hoàng rất là trân trọng. Hoàng là một người con rất là có hiếu và đấy, sống rất tình cảm. Và có một cái câu chuyện là Trọng Hoàng nhiều khi rất hay xen vào mối quan hệ của hai chú. Ví dụ như là hồi còn nhỏ ấy, là rất hay đòi nằm giữa chẳng hạn, thì nó như nào cô? Không, coi như ví dụ như là đi về đấy, là đi làm về hoặc là cháu đi học về, trong những cái lúc rồi rải ví dụ chờ ăn cơm chẳng hạn, là hoặc là ăn cơm xong là xem tivi thì là hãy về nằm tâm sự với bố mẹ. Tức là thường nằm ở giữa để dễ trao đổi. Mà cũng là rất là tình cảm. Trong những cái cuộc nói chuyện giữa Hoàng và bố Hoàng thì bố Hoàng cũng đã đề cập ra những cái người mà ví dụ như trong một lứa thì có những cầu thủ được đốn lên sông Lam, được đá tốt, nhưng những cầu thủ mà không được đốn lên hoặc là những cầu thủ mà không chứng tỏ được bản thân thì có thể nhiều lúc phải về nhà. Thì về nhà lúc ấy thì việc học thì cũng đã không được như ý muốn, và việc đá bóng thì cũng không được như ý muốn, thì bây giờ cuối cùng là mất cả hai. Thì đấy, thì bố cùng với Hoàng cũng là rất đắn đo vì cái chuyện đấy, nhưng mà bỏ qua tất cả thì Hoàng đã cố gắng nói chuyện với bố để là muốn mình được đá bóng, được chơi bóng và được làm những cái điều mà mình mơ ước. Tất cả các đồng đội đều đánh giá Trọng Hoàng rất là cao, bởi vì là Trọng Hoàng là một người mà có lẽ là được sinh ra ở trong một cái bối cảnh ở Sơn La, Nghệ An nó cũng rất là nhiều vấn đề. Đấy. Đặc biệt là vấn đề liên quan đến cái mặt trái của xã hội. Thì cô chú lúc đấy có lo lắng hay không, và Hoàng bằng cách nào để có thể vẫn trở thành một cầu thủ trong sáng và đạo đức như bây giờ? Thực tế mà nói là vào cái thời điểm đó, và Hoàng khi đứa nhỏ nằm trong một cái nhà trạng như thế thì gia đình hết sức lo lắng. Và từ cái lo lắng đó cho nên là gia đình đã có cách để giáo dục Hoàng. Ví dụ như mình lấy ra những cái đối tượng là hư hỏng trong một cái tập thể đông người để đi đến một cái thống nhất, là
mình phải nằm ở cái số đông, tức là những con người tốt. Còn cái số mà ít đó là những số con người hỏng. Cho nên là không đi theo, là người ta thường hay gọi cái vết xe đổ của những người mà lầm lỗi. Hoàng thì ở thành phố thì được mọi người, những cái cầu thủ mà được ở thành phố thì được thời trẻ thì được về nhà và được học tập ở nhà và được sinh hoạt ở nhà, chỉ có lúc nào đi tập thì mới lên tập cùng đội. Thì được cái sự quan tâm của gia đình, kèm cặp của gia đình nhiều hơn thì mình đã vượt qua được nhiều cái cám dỗ và trở thành một cầu thủ tốt. Bố thì dạy bằng roi vọt, nghiêm khắc trong roi vọt, nhưng mẹ thì lại phân tích về lý luận để cho Hoàng hiểu về chuyện đó. Cho nên thường khi giáo dục con là bố lần thứ nhất nếu Hoàng sai phạm, vi phạm, ví dụ như là gọi đi quá giờ rồi mới về nhà, thì bố về mới nói rằng là lần đầu tiên là nhắc nhở con, lần thứ hai là bố cảnh cáo, lần thứ ba là bố có thể đập đánh hai roi nhưng mà cho nở một roi, lần thứ ba thứ tư, nhưng mà không có, Hoàng không có đến lần thứ ba thứ tư. Cho nên ở đây dùng về roi vọt cũng là rất ít, rất là hại. Thế còn mẹ như thế nào? Chắc phải khơi gợi một cái tình cảm mẫu tử. Có chứ, mẹ là về hàng ngày là về thủ thị về con, là tâm sự nói con, tên con tình hình là con phải ngoan nó được. Còn ví dụ như các nghề bàn khác mà nó được là con không thể được. Nhà ta là vô một nhà giáo dục khác so với họ, cho nên con làm nó rưỡng được, ảnh hưởng đến bố, ảnh hưởng đến chị, anh chị. Cho nên là thì cũng nghe lời thôi. Rất là tuyệt vời. Thưa quý vị và các bạn, là ở Sông Lam Nghệ An thực sự là một điểm rất nóng và có rất nhiều những cầu thủ đã mất cả sự nghiệp của mình chỉ vì là gắn vào với những cái mặt trái của xã hội. Gia đình nhà chú Hương thì đã có một cái phương pháp, tức là vừa có cái sự cứng rắn của người bố mà lại vừa có sự mềm mại tình cảm của người mẹ. Đấy là một điều rất là tuyệt vời và đấy là lý do vì sao chúng ta có một Trọng Hoàng như bây giờ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng khám phá xem ở trong căn nhà này còn có những cái kỷ vật gì liên quan đến Trọng Hoàng. Ở đây là chúng tôi có thể nhìn thấy có một tấm ảnh. Tấm ảnh này là tấm ảnh chụp một cái cảnh tranh bóng giữa Công Vinh và Trọng Hoàng trong hai màu áo khác nhau. Công Vinh thì trong màu áo của đội Hà Nội Vinti, Trọng Hoàng thì trong màu áo của Sông Lam Nghệ An. Đây chắc hẳn là trong cái trận đấu cuối cùng của mùa giải 2011. Đấy. Mùa giải mà Trọng Hoàng đã thi đấu rất là tốt và Sông Lam Nghệ An giành chức vô địch. Và ở ngoài đời thì đây cũng là một cặp anh em chơi với nhau rất là thân. Đấy. Họ trân trọng nhau, đấy là điều rất là tuyệt vời. Bên này thì còn rất nhiều những cái huân huy chương của bố. Đấy, của bố là chú Nguyễn Trọng Hường. Ở bên này thì chúng ta có thấy là huy chương chiến sĩ vẻ vang, thì chú cũng là một quân nhân đúng không ạ? Đó, ở đây có một cái bức tranh rất là khác với những gia đình mà chúng tôi đã đến thăm. Thì nhà Trọng Hoàng có một cái bức tranh rất là đặc biệt trong màu áo của Vcomic Bình Dương. Nói chung là đôi mắt với cái mũi, miệng, cái tai và đặc biệt là quả trán hói này thì không lẫn đi đâu được. Đấy, đây là của một fan tặng, có ghi là tặng anh Nguyễn Trọng Hoàng, rất là đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái thế giới, một cái thế giới rất là đồ sộ của Trọng Hoàng. Có lẽ là hiếm ai ở trong bóng đá Việt Nam của chúng ta có được một cái bộ sưu tập đồ sộ như này và nó trải dài trong suốt cả quá trình em thi đấu. Thực tế mà nói là cái số huy chương của Hoàng là rất nhiều. Cho nên cái khuôn viên này trang trí thì thực tế mà nói là chưa phải là được cho nó đẹp. Nhưng mình cũng tạm thời như thế, chấp nhận như thế. Bởi vì huy chương từ U11 cho đến quốc gia là nhiều. Và nếu nói đếm thì tôi cũng chưa đếm, nhưng mà tôi thấy là quả thật là rất nhiều. Giờ riêng với Trọng Hoàng có lẽ là những cái huy chương như này chúng ta phải tính bằng cân. Chứ không thể tính bằng cái. Bằng cái thì không thể tính được. Phải tính bằng cân. Và ở trong này nữa, tôi đang nhìn thấy rất là nhiều những cái tấm huy chương các bạn ạ. Tôi có thể lược qua một số nhé. Đây là hộ khỏe phố đồng 204. Đấy. Đây là cúp của Hồ Chí Minh 3. Đây là U21 quốc gia. Nói chung là rất nhiều các bạn, không thể đếm hết được. Trọng Hoàng là một cầu thủ mà có những năm mà thi đấu tất cả các giải. Rất dày. Từ U17, U19 đến U21. Đúng rồi. Và đây là một trong những cái rất là quan trọng.
Tôi rất là muốn các bạn nhìn cận cảnh chiếc huy chương này. Đây là chiếc huy chương bạc ở SEA Games 2009 tại Lào. Đấy, Viên Chăn năm đó thì chúng ta đã thua Malaysia ở trận kết với tỷ số là 0-1 bằng bàn đá phạt lưới của Mai Xuân Hợp. Và năm đó thua đáng tiếc. Và đây là mascot của Viên Chăn năm đó. Đấy. Và tại sao tôi lại muốn dừng lại bằng cái huy chương bạc của SEA Games 2009? Là bởi vì sau đấy 9 năm, tức là vào năm 2018 thì chúng ta đã đòi được món nợ với Malaysia ở trận chung kết của AFF Cup. Và chúng ta đã nhìn thấy ở đây 2009 chúng ta thua họ ở trận chung kết. Và đến 2018 thì Malaysia đã thua chúng ta ở trận chung kết của AFF Cup. Và Trọng Hoàng là một trong số những cầu thủ chơi tốt nhất. Tôi rất là muốn dừng lại ở cái huy chương này để chúng ta thấy có một cái điểm nhấn trong sự nghiệp của Trọng Hoàng. Trọng Hoàng thì rất nhiều lần là giành những tấm huy chương vàng rồi, nhưng mà có lẽ là tấm huy chương bạc này là cái mà thôi thúc cho Trọng Hoàng nhất. Hoàng có chăn trở nhiều về cái huy chương bạc này không? Bởi vì cái năm đấy thì chúng ta nghĩ là có khi chúng ta chắc chắn là giành huy chương vàng rồi đấy. Thì Hoàng rất ân hận là từ vòng ngoài vòng bảng mình đã làm rất tốt rồi, đến trận đấu cuối cùng, tức là mình lại bị thua ngược 1-0, bởi vì trước đó mình đã thắng Malaysia với tỷ số là 3-1. Quay trở lại chung kết thì mình lại thua 1-0. 1-0 ở đấy là không phải mình yếu về lực và tất cả mọi cái, mà chỉ một quả bóng phản công mà mình thua. Và đến bây giờ thì có lẽ là cái tấm huy chương bạc này vẫn là cái nỗi day dứt của rất nhiều thế hệ cầu thủ. Đến nỗi mà Phạm Thành Lương đã từng nói một câu rằng là đấy là một trận đấu tiếc nuối nhất trong sự nghiệp của Thành Lương. Và tôi nghĩ là với Trọng Hoàng cũng tương tự. Nhưng mà thôi, nó là quá khứ rồi. Và có lẽ là thất bại từ cái trận chung kết với Malaysia này đã tiếp thêm sức mạnh cho Trọng Hoàng trong cái trận chung kết vừa rồi. Trong cái trận chung kết Malaysia vừa rồi. Mà thực tế mà nói cái giải đấu vừa rồi toàn thể đội bóng đã nỗ lực hết mình, nhưng mà tôi thấy rằng là đội bóng của năm 2018 này khác với trước đó ở cái là mình vừa có bản lĩnh, vừa có tính chất đồng đội, nhưng mà thi đấu trên cơ Malaysia trận đấu lượt đi và lượt về, cho nên ở đây mình thẳng thuyết phục. Vâng, rất là đúng rồi. Chúng ta lại tiếp tục cái câu chuyện liên quan đến những cái kỷ vật của Trọng Hoàng. Có lẽ là đây là một trong những cái kỷ vật mà tôi rất là muốn khoe với các bạn. Đây là đội tuyển bóng đá U14 quốc gia do Thủ tướng Phan Văn Khải tặng. Chúng ta sẽ có thêm một kỷ vật nữa. Đấy. Chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ. Đây là giải thưởng Quả Bóng Vàng Việt Nam năm 2009 dành cho Trọng Hoàng, cầu thủ trẻ xuất sắc Nguyễn Trọng Hoàng, số làm Nghệ An. Đây, đội hình tiêu biểu. Nói chung là những cái đội hình tiêu biểu của cả mùa giải thì chỉ Trọng Hoàng chúng ta rất là nhiều. Đây, cũng là 2017 đây. Châu Á, đây này, đội hình tiêu biểu của Châu Á. Đây là đội hình tiêu biểu của Đông Nam Á. Đông Nam Á, AFF Awards, đây năm 2017. Đấy, Việt Nam của chúng ta được đúng một người. Đó là Nguyễn Trọng Hoàng, cùng với Charathip Songkrasin, cùng với Terasin Dangda. Đấy, cho nên chúng ta thấy là Trọng Hoàng đã có những năm thi đấu rất là tốt, rất là tuyệt vời. Đấy, đây là quả bóng bạc của Trọng Hoàng. Nhìn này trông giống Trọng Hoàng. Đấy, quả bóng bạc nha các bạn nha. Trọng Hoàng rất là nhiều thành tích các bạn. Và có lẽ là đây là một kỷ lục gia. Đây nữa, nói chung là các bạn có thể thấy rất là rõ là với Trọng Hoàng thì có lẽ là huy chương thì phải để ở nhiều nơi chứ không thể đóng một cái hộp để được, vì nó nhiều quá. Nhiều quá. Chú bảo quản này chú có thấy mệt không? Nói toàn là cũng mình cũng thấy vất vả, là bởi vì nếu mình cũng lau chùi sạch sẽ và cũng thường ngày lau chùi thì nó có thể là bị phai mờ đấy, nên buộc gia đình phải chăm sóc. Vâng. Thật chú đạo. Chúng ta nhìn thấy là chú đã phải chăm sóc như thế nào để cái tấm huy chương nó vẫn óng ánh như thế này. Ở đây thì có một cái với mọi người thì không biết là mọi người có để ý hay không, nhưng mà tôi thì tôi rất là để ý. Đấy là con trâu.
Thực ra thì một con trâu nước ở trong cái văn hóa của người Việt Nam thì nó không có gì là lạ lắm cả. Nhưng mà con trâu này nó lại có ở Việt Nam thôi. Tại sao tôi lại nói câu chuyện này là bởi vì là Trọng Hoàng thì có biệt danh là Hoàng Bò. Tại sao chú lại không mua một con bò có cái cờ ở đây mà chú mua một con trâu? Gia đình nhờ mua nó để làm kỷ niệm, bởi vì đấy là chiếc cờ của Tổ quốc. Rồi. Mà mang, nếu như Hoàng đi thi đấu quốc gia thì mang vinh quang về cho Tổ quốc. Rồi. Đến thời điểm bây giờ thì Hoàng là một cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng sau mỗi trận đấu thì bố luôn luôn điện thoại cho Hoàng để là tâm sự, là nhiều lúc đấy là những cái ý của bố, nhiều lúc là cần phải đá như này, cần phải chuyền như này và cần phải lên bóng như này, mình cần phải làm như này. Đấy, trận nào cũng thế, kể cả bây giờ Hoàng đá của đội tuyển thì lúc nào cũng xong trận thì bố cũng điện thoại để chia sẻ, để góp ý cho mình, để qua đấy thì mình có thể có những trận đấu sau này tốt, nó tốt hơn. Tôi thấy là ngôi cờ cái cờ này là tượng trưng cho đất nước Việt Nam, mà tượng trưng cho đất nước Việt Nam thì là không vì một cái lý do là Hoàng Bò, mà đấy vì một cái lý do của một quốc gia, cho nên gia đình chúng tôi là muốn con trâu này về để coi như làm kỷ niệm. Chú cho cháu hỏi một tí là tại sao lại gọi là Hoàng Bò? Thường đồng đội đi thi đấu với nhau rồi coi như đưa lên như thế thôi. Nhưng thực chất ở đây là bởi vì khi nước nhỏ, tôi thường dạy Hoàng á, Hoàng có cái tốc độ mà rất nhanh. Nếu nói ở sông Lam Nghệ An là chạy thú Huy Hoàng, còn đứng thứ hai trong đội. Cho nên tôi thường nói Hoàng là khi chỉ dạy cho Hoàng từng cái đường nét trong một đợt thi đấu ấy, thì nếu như những quả bóng ở phía bên cạnh mà ở phía dưới cánh là hồng, thì mình thường dùng tốc độ đẩy quả bóng lên để coi như mình dạy, bởi vì mình hơn cái đối thủ là kèm mình ít nhất là 3 bước chân, mà mình có cơ hội đi sâu xuống, và khi đó thì mình tạo điều kiện cho đồng đội ở phía trong kia mà. Cháu đã hiểu, và đấy là những cái tình huống mà Trọng Hoàng rất hay kiến tạo cho đồng đội lập công. Tại sao tôi lại nói về cái chuyện là Trọng Hoàng có biệt danh là Hoàng Bò, và đã có một lần tôi ví von vui, nếu như Trọng Hoàng được coi là một chú bò của đội tuyển Việt Nam thì đây chắc chắn là phải bò xuất xứ từ Kobe, loại bò rất là đắt giá. Và cũng rất là cảm ơn chú vì có một cái ý nghĩa rất là lớn, bởi vì trâu là biểu tượng của Việt Nam, và cũng rất là mong là các cầu thủ của chúng ta luôn luôn cần mẫn, luôn luôn chăm chỉ để cống hiến cho đội tuyển. Đây là một cái ý nghĩa rất là lớn cho đội tuyển và cho đất nước. Và cho đội tuyển và cho đất nước. Và thực sự thì nhìn từ phía này thì cũng thấy có một nét giống với Hoàng. Đây đang chụp ảnh với Hoàng. Khi mà được đắm mình trong một cái không gian đầy những huy chương, đầy những thành tích như này thì cá nhân Minh Hải thấy là rất là tự hào. Không biết là với tư cách là một người bố thì như thế này đã làm chú thỏa mãn chứ ạ? Gia đình rất tự hào về nuôi dạy được Hoàng nên người, và đã tức là xứng đáng là con cháu trong một gia đình, trong một cái dòng họ đã dựng nên cái thành tích không những cho gia đình và cho cả cái đất nước này. Với tư cách là người bố, chú muốn nhắn nhủ với Trọng Hoàng điều gì? Chú có thể nhìn thẳng vào ống kính. Mình không tự hào, rất tự hào về cái thành tích mình đạt được, nhưng cũng không vì đó mà mình là không có những cái nỗ lực nhất định, mà cái nỗ lực nhắn nhủ với Hoàng ở đấy á, và cùng đồng đội phải cố gắng hơn nữa để đạt được cái thành tích tốt nhất trong thời gian tiếp theo. Và có một điều nữa phải nhắn nhủ với Trọng Hoàng là cho dù làm gì đi đâu, bây giờ mình đã có một cuộc sống riêng rồi, nhưng luôn luôn phải hướng về gia đình, hướng về không gian này, hướng về cha mẹ, vì đấy là nơi bắt đầu cho một sự nghiệp, bắt đầu cho một cuộc sống của mỗi con người. Có đúng không chú? Đúng như thế. Rất là tuyệt vời. Chúng ta đã quá quen với một Trọng Hoàng tả xung hữu đột ở trên sân rồi. Ngày hôm nay chúng ta cùng khám phá xem là Trọng Hoàng là một người con trong gia đình thì sẽ như thế nào. Trọng Hoàng thì tình cảm lắm, là vì trong những cái buổi, ví dụ khi đứng nhỏ chẳng hạn, một buổi học, một buổi là buổi chiều cháu về tập, là luôn luôn là
ví dụ như trước lúc ăn cơm hoặc là sau ăn cơm xong thì là nghỉ thì cùng về nằm chung với bố mẹ để tâm sự qua những cái việc ví dụ như là trên sân chẳng hạn, rồi có những trong cái học tập là đều là tâm sự với bố mẹ. Còn có những cái trên sân thì là bố lại dành cho những cái ví dụ thỉnh thoảng là bố vẫn có thời gian để lên là theo dõi tập những cái gì để sai sửa để cho con được ổn nắn. Những cái chuyện mà về đá bóng thì có thể bố nói với Hoàng, nhưng mà mình hay tâm sự với mẹ nhiều hơn. Và lúc nào cũng, tối nào cũng ngồi ôm với mẹ, thủ thi với mẹ. Những cái chuyện mà hầu như những cái chuyện ví dụ như đang đi học như nào, đi bán như nào thì những cái chuyện đấy thì không thể kể. Nhiều lúc không thể nói với bố được. Mẹ là người đồng hành cùng Hoàng những cái lúc mà những cái chuyện nhỏ nhặt nhất của Hoàng để Hoàng có thể có những kinh nghiệm để vượt qua những cái thời điểm mà khó khăn. Trong những cái lúc đi xa nhà như thế này, thường xuyên ngày nào cũng đón người đón về cho bố mẹ. Thứ hai nữa quá ví dụ như cái dòng nói chẳng hạn là cảm hay chỉ là phải là thúc giục bố mẹ uống thuốc đi khám đầy đủ. Là ví dụ như đi Hàn Quốc thì mua cho mẹ gói sâm, bố mẹ mình gói sâm hoặc là gì đó. Nói chung là tất cả các người đi về nước ngoài là đều về là có quà. Quan tâm lắm. Hoàng rất là quan tâm đến bố mẹ, đấy. Quan tâm đặc biệt là từ cái áo cho đến những cái viên thuốc bổ đúng không ạ? Và có thỉnh thoảng có hay dúi cho mẹ ít tiền để tiêu không ạ? cái này đó có. Ví dụ hàng ngày đi chẳng hạn thì cháu qua một cái đợt đi về ví dụ như là nghỉ là về là lê đưa cho mẹ ít tiêu chẳng hạn để cho mẹ tiêu. Thế đấy. Có những lúc nói là mẹ cần gì thì là con sẽ mua cho. Nói chung là quan tâm. Cô chú cũng là một trong số những gia đình rất là hiếm hoi mà để cho con của mình, một cầu thủ, tự chủ hoàn toàn liên quan đến tài chính. Tức là tự quản lý chứ không cần phải hỗ trợ gì cả. Thì tại sao cô chú lại dành cho Hoàng một cái quyền lớn như thế ạ? Các bạn ạ, với những cái lúc mà cháu đi đội tuyển về thì cháu vẫn gửi tiền lại cho bố mẹ chứ không tự tiêu. Nói đó. Chứ mà bố mẹ nói sao thôi được rồi, những cái này để giữ cho con. Chứ bố mẹ cũng vì có đồng lương rồi, cho nên là cũng không lấy của con đâu. Là để sau này, để tương lai cho con cái, chứ không bố mẹ. Nên Hoàng cũng yên tâm. Và bây giờ thì Hoàng đã có một căn nhà mới rồi. Hoàng đi mua một cái nhà chung cư. Hàng ngày ví dụ Hoàng mà đi thì thôi, chứ còn về thì là hãy về để ăn cơm. Rồi ví dụ buổi tối là về đây hai vợ chồng ăn cơm, xong là khi nào mình xuống giờ đó. Ví dụ mấy ngày hôm nay là cứ về đây ăn cơm, chứ không trừ trường hợp và ví dụ đi đâu xa hay là đấy. Ví dụ như là vì một lý do gì đấy mà Hoàng không về ăn cơm với cô chú thì lúc đấy cái cảm xúc của cô chú như thế nào? Thì nói chung thì cũng nhớ nhung, là vì nói đấy chứ quá cái thời gian lâu rồi mà con hắn xa biệt thế mà hơn nữa đi. Cùng một phần ấy thôi là vì đi cháu cũng luôn luôn xa nhà, chứ cũng không ở gần mấy năm liên tục đấy, 6-7 năm đi là cháu hoàn toàn xa nhà. Chỉ có quá một đợt ví dụ là nghỉ đợt kỳ 1, kỳ 2 là đã thì khi nào là về thì về mấy ngày đó thì cháu cũng luôn luôn là nói chung là hàng ngày là cháu vẫn ở nhà ít đi, mà ví dụ đi thì phải có lý do là đúng hẹn chứ không sai hẹn. Ví dụ hôm nay là con đi giờ nữa giờ đây là con về là dứt khoát là đúng giờ chứ không sai hẹn. Nếu mà lỡ thì là phải đền về. Đấy là tình hình con đứng bần hay gì đó, đứng có lý do gì đó chứ không trễ hẹn. Là một cái điều đó cháu Hoàng rất là hay là khi luôn luôn là giữ được một cái chữ tín trong cái việc hẹn hò đúng không ạ? Trước lúc thì cháu lê vờ nói là tình hình là cho chúng con là ra ở riêng thì bố mẹ cũng đồng ý là phi thứ nhất là để con cũng thoải mái, bố mẹ cũng thoải mái. Chỉ có ví dụ là một tuần chẳng hạn là cả con là cứ về đấy hai lần hoặc ba lần như đó, khi nào là về thì cứ alo mẹ nấu cơm thì cả con cứ về sẵn sàng ăn vui vẻ. Đấy, thưa quý vị và các bạn, là có vẻ như là một người mẹ đang cố gắng hy sinh tất cả mọi thứ để cho con mình luôn luôn được cảm thấy thoải mái. Bây giờ thì Minh Hải muốn mời các bạn chúng ta cùng sang một cái tổ ấm của Trọng Hoàng. Chúng ta đã khám phá cả một cái bầu trời tuổi thơ của Trọng Hoàng ở đây rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái tổ ấm riêng của Trọng Hoàng.